Chào quý vị, hôm nay thì cây trúc An Giang 0914 935 946 đang giao trái trúc nè. Đây là những trái trúc được gửi từ chính An Giang. Với 150.000 một ký thì quý vị sẽ có được những trái trúc với cái da nó sần như thế này. Cho nên nó còn có tên gọi khác đó là chanh sần hay là chanh thái. Mùi vị của nó rất là thơm. Khi mà chúng ta vắt vào các món ăn á, khiến cho những cái món ăn nó thơm ngon hơn rất là nhiều. Thơm hơn chanh rất là nhiều. Cái lá nó cũng sử dụng được và với lá trúc thì 200 ngàn một ký. Quý vị được miễn phí ship giao hàng tận nơi ha. Chanh sần hay còn gọi là chanh thái nữa, và đó là cái trái trúc.